Kính thưa quý vị, và cái bên cạnh Tuyết Nha đây rất hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả một gương mặt rất là quen thuộc, đó chính là nữ ca sĩ Ngọc Anh. Xin chào chị và xin gửi lời đến quý khán thính giả. Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và chắc là những người đang xem chương trình phỏng vấn ngày hôm nay là những người fan hâm mộ của tất cả những cái dòng phim của người Việt Nam mình. Thưa ca sĩ Ngọc Anh, chị có thể chia sẻ là chị có biết bất cứ điều gì về bộ phim này không? Có được việc leak trước hay không? Hay là chị đến đây với tâm thế rất là excited để xem bộ phim như thế nào? Không giấu gì bạn, bạn tên là gì nhỉ? Tuyết Nhan. Không giấu gì bạn, mình được đọc kịch bản rất nhiều lần, bởi vì đúng ra là mình sẽ có một vai trong cái phim này. Nhưng bởi vì là mình có một chương trình quay tại Việt Nam, thời gian đó cách đây đúng một năm là mình đã nhận lời với chị Nhật Hạ và bé Huyền rồi. Nhưng mà đúng là sát, coi như là gọi là last minute đấy, là mình đành phải say no. Và hôm nay đến đây để xem thành quả của những người anh chị em nghệ sĩ thân thương của mình, ngày hôm nay ra một cái thành quả. Và mình nghe nói nhá, mình nghe nói rằng là rất là đẹp. Cái đấy là điều đầu tiên là mình rất là thích xem những bộ phim mà của Mai Thu Huyền đạo diễn. Và chính Mai Thu Huyền ngày hôm nay sẽ là vai mà Ngọc Anh lẽ ra là sẽ đóng. Là sự trùng hợp rất là đặc biệt mà rất là lý thú mà Tuyết Nha được biết ngày hôm nay. Thì chị có muốn chia sẻ gì thêm hoặc là gửi lời chúc như thế nào đến cho đoàn làm phim hôm nay? Ngọc Anh dạo gần đây rất là thích xem phim Việt Nam. Có lẽ là bây giờ phim Việt Nam phải nói là đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Rồi các bạn trẻ bây giờ rất là có tài. Cho nên là mình cảm thấy rằng là mình không những là thích xem mà mình cũng thích được tham gia đóng phim. Mình cũng mong là sẽ có một ngày cái ước mơ của mình sẽ nắm bắt được. Lần này thì không nắm bắt được bởi vì mình có quá nhiều lựa chọn. Cho nên là mình bắt buộc là chỉ được một thứ thôi. Tất nhiên là mong là sẽ có cơ hội được, ngoài là chuyện là tiếng hát của Ngọc Anh ra, Ngọc Anh vẫn mong là sẽ đến với khán giả gần hơn nữa, qua những cái gì đó khác hơn nữa. Cảm ơn ca sĩ Ngọc Anh rất là nhiều và đã chia sẻ đến quý khán thính giả. Chúc chị lúc nào cũng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Thank you.
anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Ủa, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc thu nhận là được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến Thạch Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. Nói em vào anh chiếc hôn nào.